phó trưởng trạm kiểm lâm tử vong với 14 vết đạn trên người. Ngọc Trinh có được thay đổi biện pháp tạm giam. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 2 tháng 12 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Phó trưởng trạm kiểm lâm tử vong với 14 vết đạn trên người. Ông Nguyễn Kim Anh, phó trưởng trạm kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Easo ở Đắk Lắk được phát hiện tử vong trong rừng nghi bị bắn với 14 vết đạn hoa cải. Sáng ngày 3 tháng 12, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Easo, Đắk Lắk có báo cáo về vụ việc ông Nguyễn Kim Anh, phụ trách trạm kiểm lâm số 2, tử vong với 14 vết đạn trên người khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm lâm luật trên địa bàn. Như truyền thông đã đưa tin, sáng ngày 2 tháng 12, các cán bộ kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 2 dậy ăn sáng thì không thấy ông Anh và đồ bảo hộ, giày đi rừng hàng ngày của ông. Lúc này, các cán bộ trong trạm kiểm lâm xác định ông Anh có khả năng đi kiểm tra khu vực hay bị người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy vào buổi sáng sớm. Khu vực này có tuyến đường mà các đối tượng vi phạm lâm luật thường đưa tăng vật ra bên ngoài, thuộc thôn Giang Đông, xã Eada, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, mọi người gọi điện thoại cho ông Anh không được. Đến trưa cùng ngày, mọi người tìm thấy xe máy ông Anh tại khu vực trạm thường hay cất giấu xe máy để đi tuần tra rừng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Anh nằm bất động trên dãy bắp của người dân, giáp bìa rừng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Việc khám nghiệm tử thi được hoàn tất lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 12. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, ông Anh tử vong do 14 vết đạn súng hoa cải ở bụng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến ông Anh tử vong. Ngọc Trinh có được thay đổi biện pháp tạm giam. Người mẫu Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10. Nhưng gần đây tài khoản mạng xã hội của Ngọc Trinh hoạt động trở lại. Cùng với một số hình ảnh của cô được đăng tải, nhiều người cho rằng cô được tại ngoại. Vừa qua, hàng loạt tài khoản mạng xã hội của người mẫu Ngọc Trinh gồm fanpage 5,9 triệu lượt theo dõi, Facebook 3,1 triệu lượt theo dõi và Instagram 5,7 triệu lượt theo dõi bất ngờ hoạt động trở lại. Trong khi đó, tài khoản TikTok với hơn 6,8 triệu lượt theo dõi của người mẫu quê Trà Vinh vẫn tắt tính năng bình luận. Đáng chú ý, trên fanpage của Ngọc Trinh, đoạn clip cô lái mô tô gây tranh cãi trước đó không còn. Phía người mẫu Ngọc Trinh chỉ giữ lại đoạn video cô gặp sự cố té ngã khi lái xe. Tuy nhiên, sau gần một ngày các tài khoản này sáng đèn, thì các tài khoản liên quan đến Ngọc Trinh tiếp tục bị khóa, không thể truy cập được. Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lại xuất hiện clip Ngọc Trinh vui vẻ tham dự buổi tiệc sinh nhật do nội bộ công ty tổ chức. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng Ngọc Trinh đã được trả tự do sau hơn một tháng bị tạm giam. Xong, ngày 3 tháng 12, nguồn tin của phóng viên Thanh Niên khẳng định Ngọc Trinh vẫn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh, về tội gây rối trật tự công cộng. Trần Xuân Đông, người dạy Ngọc Trinh lái mô tô, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và P. Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Xét thấy hành vi trên gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban Nhân dân P, Thủ Thiêm và P, Tăng Nhân Phú B đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, theo công an thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh đã cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!